Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Báo chí Việt Nam tự ngu hóa khi tấn công nền giáo dục phương Tây Ngày 3 tháng 9, AFA Tiếng Việt đăng bài bình luận của blogger Nam Việt với tựa đề Lời hâm dọa trong đầu năm học mới. Tác giả cho biết, tháng 9, mùa nhập học ở Việt Nam, nhiều tờ báo ở Việt Nam vẫn trung thành với đường lối sợi chỉ đỏ xuyên suốt, lại mở chiến dịch tấn công phương Tây, đặc biệt là Mỹ, với chủ đề mập mờ là trẻ em ở các nước đó luôn khốn khổ vì tiền ăn học. Và đây là hình bài trên AFA. Bên cạnh đó cũng có những quảng cáo. Nhân dịp này hết sức trơ trẽn cho Trung Quốc với chú thích riêng đặc biệt như Trung Quốc miễn học phí và sách giáo khoa. Tác giả nhận xét, phóng viên tờ báo và cả ban biên tập chắc cũng chưa bao giờ cất công tìm hiểu xem các quốc gia trên thế giới có bao nhiêu nước miễn học phí và sách giáo khoa cho trẻ em thậm chí có thể họ cũng không biết là việc học của trẻ em ở các nước bị dè biểu đó luôn được sắp xếp mức độ nhanh chóng nhất mà không cần biết có hộ khẩu hay không hay đứa bé từ đâu đến mà cũng có thể biết rõ nhưng họ nhắm mắt như kẻ mù lòa lần theo sợi chỉ đỏ ý nghĩa cuối cùng của các chiến dịch bóp méo chỉ là lời dọa dẫm thế giới ngoài kia đáng sợ lắm và như hiện nay của việt nam có nghèo cũng bình an và nếu như ai đó nhìn thấy có khó khăn thì đó cũng là chuyện chung của mọi người, chứ không chỉ riêng ta. Theo tác giả, chỉ cần lần trên Internet, ai cũng có thể tìm thấy giọng điệu chủ đích, không hề thay đổi của các tờ báo từ năm 2022 đến năm 2024 trong tin tức về giáo dục của các nước cường thịnh hơn Việt Nam gấp nhiều lần. Và đây là hình một học sinh bị cô giáo bắt bạn học tác đến mức phải nhập viện. Tác giả đánh giá, rất ít tiếng nói ở trong nước, dám phản đối mạnh mẽ hay yêu cầu chấm dứt việc thu tiền nhiều kỳ hàng năm ở các trường, mà lúc nào ngôn luận cũng nhân danh đỏ rực đến lượm giọng vì sự tiện lợi và ưu tiên cho học tập của con em chúng ta. Bản thân các mẫu câu giới thiệu rất kêu, cũng những chuyện rút rẻ công khai tiền của từ những bậc cha mẹ qua nhiều năm, thực sự cũng đã bóc mồi một cách kinh khủng ở các nhà trường mà không hề thấy bóng dáng lời giải thích của các quan chức giáo dục nhà nước cho biết đã hành động như thế nào với ngân sách giáo dục phổ thông để thiếu thốn tràn lan đến như vậy. Tác giả đề cập đến một video mới đây trên TikTok ghi lại một buổi họp phụ huynh, trong đó giáo viên yêu cầu đóng góp tiền đầu năm lắp máy lạnh cho mọi lớp. Một phụ huynh đã giận dữ nói rằng, đóng góp ở đây là như thế nào? Đóng góp có thời hạn hay là cho tặng? Vị phụ huynh đó đặt vấn đề rằng, nếu gọi là góp phần đóng góp cho năm học của con em mình, vậy thì cuối năm Máy lạnh đó có cho thành lý và người ta có thể đấu giá mua lại hay không? Và năm học mới của những học sinh tiếp sau đó lại tiếp tục đóng góp lắp máy lạnh thì những chiếc máy lạnh cũ đó đi đâu? Và đây là hình một buổi lễ khai giảng tại một trường trung học phổ thông. Không nghe thấy tiếng trả lời giáo viên nhưng chắc giáo viên cũng không thể trả lời được bởi những chuyện như vậy luôn thuộc về chính sách lớn mà chỉ có những người lãnh đạo cấp cao thì thầm riêng trong những căn phòng gắn máy lạnh của họ tác giả bình luận đã có không ít phụ huynh Việt Nam quyết định rời bỏ đất nước, đưa con em mình đi sống ở một quốc gia khác, vì nhìn thấy rằng việc được hưởng lợi từ giáo dục cho con em mình, từ tiền của cho đến tri thức là vô giá. Khó khăn của các nước tư bản trong giáo dục phổ thông mà báo chí Việt Nam luôn nhắc, không bao giờ được so sánh với những ngôi trường vùng cao phải đu dây mạo hiểm qua sông hay học trò ăn cơm với muối trường kỳ để thu thập kiến thức tạm đủ cho một chuyến bán sức lao động miệt mài ở phương xa khi trưởng thành. Tác giả mỉa mai, báo chí Việt Nam chỉ mở một mắt để nhìn vào điểm cần triệt hạ và nhắm một mắt để từ chối nhìn thấy thế giới quan chung quanh thật sự ra sao. Người viết báo cứ tự ngu hóa bản thân mà không thấy điểm đến chỉ còn là sự ấu trĩ và hèn nhát của chính mình. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Báo chí Việt Nam tự ngu hóa khi tấn công nền giáo dục phương Tây. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao tấn công Đại học Fulbright là phép thử của quân đội với Tổng bí thư Tô Lâm liên quan đến chính sách đối ngoại của ban lãnh đạo Việt Nam theo giới quan sát, trong thời gian gần đây, mối quan hệ Việt và Mỹ có nhiều biểu hiện được thắt chặt với các hoạt động tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Tổng bí thư Tô Lâm được đánh giá là một nhân vật thực dụng, ít quan tâm đến chủ thuyết cộng sản. Đây là lý do khiến Bắc Kinh không tin tưởng ông. Đó cũng là lý do vì sao Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bị một bộ phận lãnh đạo không nhỏ trong đảng cáo buộc đã có nhiều biểu hiện ngã về Mỹ và rời xa Trung Quốc và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm và chủ tịch Tập Cận Bình. Câu chuyện lùm xùm ở Đại học Fulbright là một trong những bằng chứng cho thấy điều vừa kể. Trường Fulbright là đại học Mỹ đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam, chuyên đào tạo ngành chính sách công và lãnh đạo học với sự đồng thuận và ủng hộ của chính phủ của cả hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Đại học Fulbright đã chính thức đi vào hoạt động từ năm 2016 và là một trường đại học của Việt Nam, không phải là chi nhánh của nước ngoài. Trường đại học này được đánh giá là biểu tượng của mối quan hệ Việt và Mỹ. Trong tháng 9 năm 2024, theo kế hoạch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chuyến công du tới Hoa Kỳ để tham dự kỳ họp của Đại hội đồng Liên hiệp quốc. Khả năng cao, ông Tô Lâm sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Cũng có tin Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng sẽ đi thăm Hoa Kỳ từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9 tướng Giang sẽ có cuộc gặp với ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ. Có thông tin cho rằng ông Giang có thể sẽ ký một thỏa thuận mua thiết bị quân sự từ Mỹ. Đó là một trong những lý do khiến sự kiện tấn công Đại học Fulbright trên mạng lại nóng lên trong thời gian vừa qua. Được biết, các trang mạng của dư luận viên bắt đầu lấy lý do từ lễ tốt nghiệp năm nay của Đại học Fulbright khi các sinh viên trường này đã trưng khẩu hiệu Thế hệ sinh viên Fairless tức không biết sợ hãi. Và đây là hình lễ bế giảng của Đại học Fulbright. Lập tức, một làn sóng nhất loạt tấn công đã phá Đại học Fulbright theo chỉ đạo. Kể từ đầu tháng 7 năm 2024, trên các trang mạng xã hội, lực lượng du luận viên đưa ra nhiều bình luận sai trái, chụp mũ và cáo buộc Đại học Fulbright Việt Nam đào tạo nhân sự để làm cách mạng mạo. Nghiêm trọng hơn, đứng sau sự kiện vừa kể là đơn vị tác chiến điện tử thuộc Ban tuyên giáo Trung ương và đặc biệt là sự nhiệt tình thái quá của kênh truyền hình quốc phòng. Theo đó, ngày 21 tháng 8, kênh này đã đăng một video phóng sự với nhan đề không để cách mạng màu đổi màu giáo dục để công kích đại học Fulbright. Tuy nhiên, sau đó thì video trên kênh truyền hình này đã gỡ bỏ, cũng theo chỉ đạo từ cấp trên. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra tuyên bố phản bác và khẳng định rằng Đại học Fulbright là biểu tượng của mối quan hệ Việt-Mỹ. Điều đó cho thấy sự thắng thế của phe thân Mỹ trong đảng trong giai đoạn hiện nay. Một câu hỏi đặt ra là tại sao lại có chiến dịch tấn công ác ý nhằm vào Đại học Fulbright vào thời điểm này? Giới phân tích đưa ra các lý giải cho rằng những biểu hiện thân thiết với Mỹ của Tô Lâm và lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam đã khiến Bắc Kinh rất không hài lòng. Việc tấn công vào Đại học Fulbright được coi là hành động tấn công trực tiếp vào mối quan hệ Việt-Mỹ. Và đây là hình tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khả năng thế lực thân Trung Quốc đã được Trung Nam Hải bật đèn xanh, lợi dụng ban tuyên giáo Trung ương do tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đứng đầu để ngăn cản mối quan hệ với Hoa Kỳ. Đồng thời, đây có thể là một phép thử của ban tuyên giáo Trung ương nhằm thăm dò phản ứng của các bên về quan hệ Việt-Mỹ để lãnh đạo Việt Nam đi đến các quyết định cuối cùng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vì sao tấn công Đại học Fulbright là phép thử của quân đội với Tổng bí thư Tô Lâm? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.